Tại các bến đò ngang sông Hồng nối Hưng Yên với Hà Nội đoạn qua địa bàn huyện Văn Giang vẫn đang diễn ra tình trạng mất an toàn, ẩn họa nguy cơ tai nạn đường thủy, nhất là trong đợt cao điểm mùa mưa lũ. Trên sông Hồng, đoạn qua địa phận huyện Văn Giang hiện có 3 bến khách ngang sông đang hoạt động tại các xã Bế Sở và Thắng Lợi. Ý thức của nhiều người dân tham gia giao thông tại các bến chưa cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Thì tại các bến vẫn xảy ra một số lỗi vi phạm như hành khách không mặc áo phao hoặc không cầm dụng cụ nổi khi sang sông. Chủ phương tiện cất giữ áo phao, dụng cụ nổi để ở nơi không thuận tiện, khó lấy trong tình huống cấp bách diễn ra. Bên cạnh đó, lái phà mùa mưa bão phức tạp hơn, nhất là khi gặp mưa to gió lớn. Việc điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy định, nếu xảy ra các hiện tượng thời tiết mưa dông, sét phải dừng hoạt động bến phà. Tuy nhiên, những ngày mưa gió và dông sét vừa qua, các bến vẫn hoạt động. Với những diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết như hiện nay, các lực lượng chức năng của tỉnh, các địa phương và từng người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, không chủ quan, luôn sẵn sàng ứng phó, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.